Xin chào quý vị anh chị và các bạn Hôm nay thì chúng tôi sẽ tới khu vực thường tín để review một số khu vực đấu giá đang thực hiện ở tại huyện thường tín Và dự án này là dự án đầu tiên mà chúng tôi làm Đó là dự án khu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Vạn Điểm Thì các thông tin mà chúng tôi nhận được là cái khu vực này đã hoàn thiện đến 70-80% rồi với cái chi phí là khoảng tầm 70 trên 75 tỷ đồng được khởi công vào đầu năm 2023 à, khu đất này được có tổng diện tích là khoảng 6,8 hecta hạ tầng kỹ thuật đã được thiết kế theo tiêu chuẩn khu nhà ở đô thị và đầy đủ hệ thống đường giao thông nội bộ về hè cây xanh khu vực công cộng trong đó phần diện tích sẽ được đem ra đấu giá là khoảng 3,4 hecta với 20 200 thửa đất có diện tích là khoảng 100 mét vuông trên một thửa. À, đây là khu đất làm tại làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ vạn điểm chỉ cách nút giao vào có tốc pháp vân cầu rẽ khoảng 500 m có nhu cầu cao về nhà xưởng và trưng bày giới thiệu sản phẩm đáng hề à, theo kế hoạch thì khu hạ tầng này sẽ được bàn giao vào cuối quý 1 của năm 2025 thì hiện tại thì như trên màn ảnh quý vị cũng nhìn thấy là cái con đường thì cũng đã được thực hiện tương đối đầy đủ À, các, các phần uh, cơ bản đã được uh, hoàn thiện uh, chỉ trong uh, khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì uh, đây cũng là một khu đất uh, khá là tiềm năng tại uh, huyện Đường Tín được đem ra đấu giá. Ngoài ra ấy, những cái thông tin khác thì uh, như các bạn đã biết là uh, huyện Đường Tín trong uh, thời gian gần đây đã đầu tư vào việc uh, làm hạ tầng rất là nhiều, điển hình như là dự án uh, vành đai 4 uh, các uh, đi qua 9 xã với uh, chiều dài là khoảng uh, gần 9 km thì đã được uh, làm uh, tương đối nhanh. Uh, các khu tái định cư uh, qua các xã thì đã hoàn thiện và người dân đã về ở gồm có là tái định cư Sâm uh, Động thuộc xã Vân Tảo, tái định cư uh, Hồng Vân và tái định cư uh, xã Canh Hà, tái định cư xã Văn Bình. Uh, ngoài ra ấy, thì dự án uh, đường uh, mở rộng đường quốc lộ 1A, nâng cấp cải tạo đường 427 và xây dựng cầu vượt dương trực nguyên từ quốc lộ, qua quốc lộ 1. trên màn ảnh là quý vị cũng đã nhìn thấy những cái hạ tầng đã phát triển rất nhanh tại huyện thường tín và trong video tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp thêm những thông tin về hạ tầng phát triển hạ tầng tại huyện thường tín xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi